Hello mọi người, hôm nay Ly sẽ dẫn mọi người đi một vòng quanh cái khu nhà Ly và cho mọi người biết một cái khu nhà của Mỹ thì sẽ trông như thế nào này. Trước tiên này, giá cả ra làm sao, các loại tiền mà mình phải đóng như thế nào, chi phí để có một căn nhà ở Mỹ là như thế nào, rồi cộng với cả một chút về những cái cấu trúc nhà, một chút xíu về xây dựng nha mọi người. Ly thì không có chuyên môn về những cái vấn đề như là địa ốc hay là xây dựng, nhưng mà đây là những cái hiểu biết của Ly khi mà Ly cũng đã từng là tự mua căn nhà của mình mà cũng phải tìm hiểu những cái thông tin cơ bản để mà sở hữu được căn nhà ở Mỹ. Như ở video trước Ly có chia sẻ cho mọi người thì Ly mua nhà của Ly là 314 ngàn, là khoảng tầm 6 tỷ 3, 6 tỷ rưỡi gì đó. Thì mọi người rất là nhiều bạn có comment là ồ rẻ quá, giá nhà mà nhà thì rất là đẹp, nhà bự nhưng mà giá như thế là quá rẻ. Rồi bây giờ trước tiên mình cho mọi người xem cái cảnh quan ở khu nhà mình, ở cái nhà của mình nhé. Đây rồi, đây thì đây là ngôi nhà xinh xắn của mình. Nhà mình một tầng thôi, mình thích nhà một tầng tại vì mọi người ấm cúng, ở trên cùng một mặt bằng rất là ấm cúng với nhau. Và nhà mình là khoảng 270 m² diện tích ở. Và khi mà nhà ở Mỹ á, thì là khi mà nói đến diện tích nhà sẽ không tính diện tích gara nha mọi người, và nó sẽ tính diện tích tổng cộng cái phần mà để ở của ngôi nhà. Rồi thì đây là cái phần khoảng sân ở đằng trước này, khá là bự, có hai cái cây ở hai bên, rất là đặc trưng. Nhà ở Mỹ là hầu như nhà nào cũng có hai cái cây ở hai bên chen nắng cho nhà đó. Rồi thì đây là cái lối đi vào. Rồi thì trước tiên là mình nói về giá nhà đi đã. Thì giá nhà thì là đấy, là căn của mình là căn một tầng thì nó là khoảng tầm đấy, còn hầu hết những nhà ở quanh khu nhà mình là nhà hai tầng. Đây bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đến một cái căn nhà mà đang giao bán luôn nhé, và mình sẽ coi ở trên cho mọi người xem ở trên mạng xem là ngôi nhà này bán bao nhiêu và ở trong như thế nào nhỉ. Đây là cảnh quan lúc mà mình chiều chiều mình đi dạo ấy, là cảnh quan mình khu nhà mình nó như này đó. Đây đây là lối để đi ra đường chính. Phía xa xa kia là nhà của mình. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi đến ngôi nhà mà đang giao bán thực tế luôn để cho mọi người hình dung được là giá cả nó sẽ như thế nào nhá. Cái người agent, người bán, người môi giới ấy, nhà đất là tên là Linh Quốc này, chắc là người Việt quá. Tên chị là Linh này mọi người. Trùng hợp ghê. Rồi, đây, đây là ngôi nhà đang được bán. Rất là đẹp. Hai tầng. Đó, gara này là gara này dạng này nó gọi là intact, tức là nó dính vào cái nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem ở trên cái trang ha nhá. Rồi cái trang HAR này là trang ở đây HAR.com là trang chuyên để mà mọi người bán nhà, mua bán nhà ở khu vực Houston và những vùng phụ cận. Thì mình coi ở quay ở trên này cho mọi người coi rõ nha. Đó, ngôi nhà mà mình đang đứng trước đấy là list lên là 423 ngàn thì là bán được là 405 ngàn. Giờ giá nhà bắt đầu hạ xuống rồi đó, nên là mới bắt đầu là có việc là mặc cả được một chút á. Thì cái nhà này lên là có 30 ngày thôi, 31 ngày thôi mà đã bán được rồi, ăn được contract và pending rồi, tức là đã có người ký hợp đồng, chỉ còn vấn đề thủ tục thôi. Thì cái nhà này là cứ cho là 400 ngàn đi, sẽ là khoảng gần 9 tỷ. Ngôi nhà này là rộng 3 ngàn, ở đây sẽ là 300 m², đổi ra là 300 m², có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm và một phòng thêm một cái phòng vệ sinh nhỏ. Rồi lót đất là khoảng 900 m², nhà 300 m². Đó. Thì bây giờ là Lê sẽ cho mọi người coi thêm về cái bên trong ngôi nhà nha, để xem ở bên trong ngôi nhà như thế nào. Đó. Ngôi nhà 2 tầng á thì thường là nó rất là cao ráo. Trông nó rất là thoáng, đặc biệt là đấy là ngoài sân này, đó chỗ này ngoài sân này. Đấy đặc biệt là mình rất là thích cái phần gọi là high ceiling, là thông tầng á, hình như tiếng Việt mình gọi là thông tầng, là khi mà mình đây là cái cửa cửa sổ ngoài, cửa nhà mở vào này thì là mình sẽ nhìn trên suốt lên cao luôn á, là cả ngôi nhà trông nó rất là bề thế. Đó, khi mà đi vào nhà thì đây là bên hai bên hông là phòng thường là sẽ một phòng đọc sách và một phòng ăn. Đây là cầu thang lên. Đó. Đây, đây là cái phòng khách khi mà thông tầng á, nó sẽ là như này này mọi người. Nó thông suốt cả hai tầng và rất là cao. Nó nhập thành một tầng nên nó rất là thoáng và cao. Và nhà
cửa sổ thì là người ta sẽ làm suốt từ gọi là từ trần cho đến sàn luôn á, nên tạo lấy rất là nhiều ánh sáng vào trong nhà và nhà rất là sáng đẹp. Thì đây là dạng nhà hai tầng ở bên Mỹ thì họ đều làm hay làm như thế này và sẽ bán được giá khi mà có những cái nhà hai ceiling như này. Nhà Ly thì chỉ có một tầng thôi, tại vì Ly thích sinh hoạt ở trong cùng một cái tầng á, ấm cúng hơn. Thì đấy, ngôi nhà này là ngôi nhà 9 tỷ và ở ngay đối diện nhà Ly luôn và đã bán rồi. Đó, đây là bếp. Số cảnh quan cho mọi người coi. Thì bếp này nhìn thẳng ra ngoài phòng khách này. Thì kiểu giao lưu với phòng khách đó. Ok. Thì tức là giá 405.000 là nó sẽ tương đương với khoảng tầm 8 tỷ rưỡi tiền Việt. Rồi. Nghe thì đây là một cái xe. Xe rất là vui. Họ lái vui vui ở trong khu dân cư á. Cuối tuần là họ cũng hay lôi những cái xe kiểu hình dáng kỳ quái ra để mà họ chơi. Rồi quay lại chuyện giá cả nha. Thì mọi người ở rất nhiều bạn ở Việt Nam nghĩ là như này là rất là rẻ. Thì thật sự là nó cũng rẻ thật. Nhà ở Texas của mình là thuộc dạng là tiểu bang, nhà vừa to vừa đẹp và vừa rẻ. Tại vì đất ở Texas là rất rộng. Thế nhưng mà ngoài cái phần mà mình phải trả lúc đầu cho cái nhà như vậy á, thì còn khá nhiều chi phí cho để duy trì căn nhà nữa. Mà bây giờ thì Ly sẽ giải thích qua với mọi người ba cái chi phí cơ bản để mà duy trì một căn nhà. Chi phí đầu tiên á, nó sẽ là chi phí thuế mà mình phải đóng cho trường học này và cho city hàng năm dựa theo giá trị căn nhà của mình. Thì đấy là ở bang Texas của Ly là cái thuế này khá cao. Là hiện tại căn nhà của Ly là 2,6% trên giá trị căn nhà. Cái thuế, cái phần trăm này nó sẽ quyết định dựa trên khá nhiều yếu tố, nhưng mà yếu tố chính sẽ là cái độ mới của cái khu. Ví dụ khu này của Ly được 20 năm rồi thì thuế sẽ rẻ hơn, còn những khu mới có thể thuế sẽ lên đến 3,5%. Và với 2,5% giá trị căn nhà thì nó sẽ tương đương với cả 200 triệu một năm riêng tiền thuế thôi nha mọi người. Thì cái tiền này là sẽ dùng vào cái gì? Tiền thuế này sẽ dùng vào một nửa số tiền đó sẽ dùng vào chi phí để cho trường học. Thì cái này thì mình thấy là mình quá hợp lý luôn, tại vì mình cũng có bạn nhỏ đến tuổi đi học và bạn được học miễn phí ở trong trường. Thì và trường thì rất là tốt, trường cơ sở vật chất rất là tốt, giáo viên cũng rất là tốt. Khu này của Lee là khu Cinco Ranch, là khu trường nhất nhì của Houston luôn. Tại vì thường thì mình tâm lý châu Á mà, nên là trường học cho con là nhất, là yếu tố đầu tiên để mà mua nhà. Rồi cái đấy là chi phí cho trường học. Trường học thì ngoài những cái cơ sở vật chất ra là họ có xe buýt đưa đón hàng tháng luôn á. Mình đang đi thì mình nghe thấy nhạc Việt Nam á. Mình có nói chuyện với anh đưa thư ra cũng là người Việt luôn. Đây, anh mới bỏ thư vào hòm thư này. Đây là bưu điện quốc gia của Mỹ, USPS. Là chỉ có bưu điện này mới có quyền access được vào những cái hòm thư của người dân để đưa thư thôi, còn những hãng vận chuyển tư nhân khác thì họ sẽ không có access được vào hòm thư, không vào được hòm thư để gửi thư. Anh ấy thì là cũng ở gần đây, anh làm cho bưu điện tới 24 năm rồi mọi người. Dạ. Là em Hà Nội anh. Rồi, anh đưa thư rất là vui tính. Anh đưa thư cũng nói là nhà cửa giờ lên dữ quá, khu nhà anh cũng lên. Dạ. Bây giờ mà mua nhà chắc không mua nổi rồi anh. Người ta bán cũng nhiều lúc dữ luôn á. Ồ vậy hả? Quá trời đúng không? Dạ đấy, đấy có ngay cái biển bán nhà. Dạ. Khu bên Sapphire đúng không? Dạ. Bán quá trời. Dạ. Khu nhà nào anh, khu sao? Cái Mason với Fire Road cũng được. Dạ, ồ vậy là anh cũng canh, cũng coi hả? Hả? Anh cũng coi nhà đất luôn hả? Sao phải đang thấy ta đợi bạn. Ờ, đi vòng vòng coi đúng không? Rồi. Okay, bye nha. Dạ, cảm ơn anh, bye anh. Đó mọi người, ở đây lâu lâu khu của Ly cũng là một khu đông châu Á. Hẳn cái khu nhà của Ly thì không đông lắm, nhưng mà cái khu nguyên cái khu K thì cái thành phố của Ly á thì nó cũng khá là đông châu Á. Ly lâu lâu ở gặp đồng hương rất là vui. Rồi, thôi bây giờ mình quay lại chuyện chính. Nói đến khúc nào rồi quên mất tiêu rồi. À đúng rồi, rồi nói đến vẫn là cái tiền thuế nhà, mà cái tiền đấy là cái tiền nhiều nhất để mà phải trả trong một căn nhà, đấy là tiền thuế nhà đó. Thì một nửa là cho trường học này, một nửa sẽ là cho thành phố để họ lo điện nước, họ lo đường xá,
giống như là những cái đường điện, đường ống nước, đường ống thải này kia, cái việc lớn ở trong trong khu á. Tiếp theo, cái lại tiền tiếp theo thứ hai nha, mà người sở hữu nhà sẽ phải trả đấy là tiền HOA, Homeowner Association, nói chung là hiểu nôm na là phí dịch vụ. Giống như là ở Việt Nam mình ở chung cư hay là mình ở những khu biệt thự nhưng mà là có xây theo khu ấy, như là Eco Park chẳng hạn, ở Hà Nội Ly thì có khu Eco Park. Thì đóng cái thuế này cũng không hề rẻ nha mọi người. Đây đổi sang cảnh bên này cho mọi người coi. Cái thuế đó là Ly đóng là 1.100 một năm. Là họ làm cái việc là pick up, tức là lấy rác đi một tuần hai lần này cho mình chỉ cần để rác ra ngoài cửa buổi sáng thôi là họ tự lấy rác đi cho mình này. Thứ hai là họ, đây những cái cảnh quan, cắt cỏ xung quanh khu ở ngoài. Tiện nói về cái khoản tiền HOA này á, thì mình đổi cảnh cho mọi người xíu, cho mọi người coi cái đoạn mình quay ở trên xe của mình lúc đi đường lúc nãy á, những cái cảnh quan như này. Cảnh hai bên đường có được những cái cảnh quan như này này thì là chính là nhờ cái chi phí HOA. Thì là hai bên đường là rợp bóng cây xanh luôn. Những thảm cỏ xanh như này là nó không phải là tự nhiên mà có, là đều là có những cái người ở trong nguyên cả khu dân cư á, họ chăm sóc rồi họ thuê người chăm sóc. Cắt này, tưới này, hệ thống tưới tự động mỗi đêm á. Rồi lâu lâu phải có người đi cắt cỏ nó mới được xanh mướt như này. Thì những cái tiền mà để chăm sóc và chăm sóc và duy trì những cái cảnh quan này thì nó gọi là tiền HOA ở bên mình. Thì cái đó là cái phí HOA và trả một phần nhỏ cho những cái người quản lý nữa. Tức là họ sẽ đi vòng vòng quanh khu, họ xem những nhà nào mà vi phạm, để đồ đạc tùm lum không theo quy định. Rồi này kia là họ sẽ kiểu như là cảnh cáo những cái nhà đấy. Hồi mới về nhà Ly cũng bị cảnh cáo một lần vì không biết thì cứ để thùng rác ở ngoài phía mé gần gara ấy thì là cũng không được nha. Đó, đây mọi người sẽ nhìn thấy này. Nhà nó sẽ phải rất là ngăn nắp, nó gara là không có gì ở ngoài ngoài xe hết. Chứ không phải là để thích mình thích để đồ gì thì để ngoài ngoài đâu, nó sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan chung là người ta đều nhắc nhở hết. Đó, những cái cửa này kia, gara này kia là người ta phải giữ rất là ngăn nắp. Đấy là cái phí thứ hai. Thì cái phí đó là đổi sang tiền Việt, sorry mọi người quên đổi sang tiền Việt, sẽ là khoảng tầm 25 triệu một năm. Chi phí thứ ba sẽ là chi phí bảo hiểm cho căn nhà. Và chi phí này là bắt buộc nếu mà nhà nào mà là vay tiền để mua, tức là cái người chủ nhà mà vay tiền để mua thì đây là phí bắt buộc. Đấy là những người mà đi vay tiền mua nhà như Ly này thì bắt buộc phải mua cái bảo hiểm này. Lý do là bởi vì cái nhà này đã sở hữu của mình đâu, ngân hàng là sở hữu chung cái nhà với mình mà, đúng không? Họ cho mình vay tiền. Thì khi mà cái nhà xảy ra một cái sự cố nào đấy như là cháy nổ, thiên tai thì cái bảo hiểm nó sẽ giúp cho cái ví dụ như mình lúc đấy không có khả năng để chi trả thì bảo hiểm nó sẽ chi trả cái phí đấy để giúp cho mình và ngân hàng đều là vẫn còn bảo toàn lại được cái nhà. Nếu mà những cái nhà nào mà mua đứt tiền mặt ấy, thì không bắt buộc phải mua cái bảo hiểm đấy nha. Nhưng mà hầu hết là Ly thấy mọi người đều mua. Rồi, thế còn một cái chi phí nhỏ xíu nữa, không có gọi là chi phí thứ tư được tại vì cái này nó là tùy chọn. Đấy là chi phí lũ lụt và những cái thiên tai mà không nằm trong cái bảo hiểm bình thường. Thì ví dụ như là nhà Ly là có đã từng xảy ra lũ lụt trong cái đợt bão Harvey rất là lớn của Houston ấy, khoảng năm 2018. Thì là khu nhà Ly đã từng là ngập băng hết luôn á mọi người, ngập phải hơn một gang tay, ngập hẳn vào trong nhà ấy. Thì sau đấy là khu nhà Ly đều phải mua bảo hiểm lũ lụt khoảng 500 đô một năm, là mười mấy triệu, 12, 13 triệu một năm. Rồi thì lúc mà Ly mua nhà ấy, là Ly biết là căn nhà của Ly từng bị lụt rồi. Ly cũng có cho người vào để inspect xem là ngôi nhà này có bị rêu mốc hay là này kia không. Thì cũng không bị nhiều. Nhưng mà lúc đấy thì mọi người nói chung là kiểu đều sợ mua nhà lụt lắm, tại vì biết đâu sau này lại lụt tiếp này kia. Nhưng mà Ly thì lúc đấy Ly suy nghĩ là thứ nhất là cái nhà lụt á thì người ta đã sửa lại đẹp đẽ rồi cho mình, và cái giá tiền ấy thì lại rất là phải chăng. Tất nhiên rồi, cái gì nó cũng có giá của nó, tại vì là mọi người cũng sợ những nhà đã từng bị lụt rồi. Nhưng mà cái trận lụt đấy thật sự nó quá lớn đi, và cái nguyên nhân mà nhà Ly bị lụt ấy nó không phải là nhà Ly ở chỗ thấp, mà là lúc đấy là người ta xả cái đập để người ta cứu những cái vùng lân cận, những cái vùng quan trọng hơn như kiểu hành chính này kia của thành phố ấy. Nên là họ xả đập ở khu dân cư. Thì
những cái trường hợp như thế thì không phải là do nhà mình thấp, mà là do cái trận lụt lịch sử đấy là mấy trăm năm mới có một lần, nên là họ đành phải xả đập như thế, thì là nhà mình vô tình là bị lụt thôi. Còn là đấy là cái nguyên nhân thứ nhất mà vì sao Ly vẫn mua ngôi nhà này. Nguyên nhân thứ hai là thật sự là Ly nhớ lại ở Việt Nam ấy mọi người, những ngày mà trời ở Hà Nội là những ngày trời gọi là trời nồm, là nhà nó ẩm, nước lênh láng ở trong nhà luôn. Còn ở Hà Nội, à còn ở Sài Gòn ấy là có những cái buổi gọi là chiều cường đúng không? Ly không nhớ chính xác lắm, nhưng mà tức là nước nó cứ dâng lên, từ sông nó dâng lên, nhà cũng ngập khoảng ngang tay, xong rồi nước lại rút lại ở bình thường. Rồi Ly nhớ nhà Ly hồi xưa ở Việt Nam là kiểu nhiều khi ở trong nhà vệ sinh nó cũng rêu mốc, một chuyện rất bình thường, mình ở mình quen, mình chả thấy gì cả. Thế mà ở đây thì bên Mỹ thì họ cũng hay quan trọng mấy cái đấy quá. Còn thôi thì cái kiểu của Ly, Ly thấy cũng không phải là quá là đến mức là kiểu mình phải từ chối một cái căn nhà quá đẹp và quá rẻ như thế, nên là Ly vẫn quyết định mua căn nhà đấy. Trẻ con đi bộ này, thấy thương không? Mình chỉ dám quay lưng của tụi nó thôi, tại vì là ở Mỹ á, mà quay trẻ con mà đưa lên public á, là rất là kiêng kỵ á. Họ rất là đề cao cái quyền cá nhân, quyền gọi là quyền riêng tư chứ của mình. Vậy là đi tổng kết nhá, là với ba cái chi phí mà gần như là một người sở hữu nhà nào cũng phải đóng hàng năm, một là thuế nhà này. Như của Ly là 200 triệu rồi. Thứ hai là tiền HOA, là tiền nhận đổ rác này, tiền cắt cỏ, duy trì cây cối quanh khu này, thì là khoảng 23 triệu, 25 triệu nữa một năm, cộng với cả tiền bảo hiểm là 1.400 một năm, là tính ra sẽ là 30 triệu một năm. Thì là tổng chi phí là Ly sẽ phải trả 11.500 đô một năm cho căn nhà của mình, tiền duy trì đó, tiền duy trì căn nhà đó. Và cái đấy đổi ra tiền Việt sẽ là khoảng 265 triệu một năm. Là không hề rẻ nha mọi người, một khoản đáng kể đó. Đấy là chưa kể đến cái tiền là Ly vay và phải trả tiền lãi suất để thuê nhà, là cũng là một cái khoản không nhỏ đâu. Tiền lãi suất rất là khá là nhiều. À nói về lãi suất thì tất nhiên là cái tiền đô Mỹ á, thì nó không trượt giá nên là lãi suất nó cũng ít. Và chính phủ là cũng hỗ trợ cái phần lãi suất để mua nhà. Thì cái lãi suất để mua nhà lúc đấy nó hồi mà Ly mua á, là nó khoảng 3%, nhưng mà sau đấy trong cái đợt mà dịch Covid á, là nó giảm xuống, là lúc đấy là Ly refinance, tức là Ly làm lại hồ sơ vay nhà để Ly giảm được cái lãi suất của Ly xuống, và nó còn khoảng 2,3% gì đó thì phải. Rất là rẻ so với cả Việt Nam rồi. Nhưng mà đấy là cái cũng là chính sách của chính phủ Mỹ hỗ trợ người dân để mà mua được căn nhà càng sớm càng tốt. Và cũng khuyến khích nợ thôi à. Chính phủ Mỹ là chuyên gia khuyến khích nợ mọi người. Nhưng cái đấy là điều tốt mọi người. Như thế thì xã hội nó mới phát triển. Dòng tiền lưu chuyển được nhiều hơn, chứ còn tiền mà cứ để đấy, để trong nhà hay để trong ngân hàng thì nó sẽ không có lợi cho xã hội nói chung. Rồi, bây giờ mình sẽ nói qua một chút về cái cách xây nhà nhá. Cách xây nhà của người Mỹ. Nhà của người Mỹ họ sẽ xây như thế nào. Đây, bây giờ mình sẽ đến một cái nhà. Rồi, đây là một ngôi nhà khá là đặc trưng ở Mỹ. Thì mọi người nhìn thấy là đầu tiên nhá, là cái tường gạch. Đó, nhà ở ngoài của Mỹ, nhà mình cũng thấy luôn. Họ là họ xây tường gạch trần ra, để là không có sơn lên hay là gì đó, họ để cái gạch trần. Mình cũng rất là thích cái style này, trông nó có thể vừa tiết kiệm chi phí mà vừa trông nó cũng kiểu như có một cái gì đấy nó tây tây ấy, nó cũng cổ kính. Cái thứ hai là cái mái nhà. Cái mái nhà thì mọi người nhìn nó gọi là shingles, mình thực sự không biết từ tiếng Việt là gì, nhưng mà cái mái nhà màu đen đen ở đằng xa đó, mọi người nhìn thấy đó. Rồi, thì cái mái này nó chất liệu nó cảm giác như là kết hợp giữa nhựa với một cái gì đấy, mình Ly không biết, nhưng mà nó không phải ngói mà cũng không phải bê tông như ở Việt Nam. Và cái mái này thì nó có đặc điểm nó không bền như ở Việt Nam. Nó sẽ bị hỏng sau khoảng 15 năm là phải thay. Và mỗi lần thay một cái nhà như này nhá, nếu mà thay là mất khoảng 15.000 đô, là 300 mấy chục triệu luôn á, để thay cái toàn bộ cái mái của ngôi nhà. Rồi, cái khung nhà ở Mỹ á, thì nó sẽ được làm bằng gỗ. Lúc đầu đóng cái khung bằng gỗ lên, xong sau đấy á, thì là vách tường
này, những cái vách tường ở ngoài ở trong căn nhà thì sẽ là street rock, là kiểu dạng thạch cao á. Thì ở Mỹ này á, là người ta dùng cái street rock là thạch cao, những cái tấm thạch cao để người ta phân phòng ra, ngăn nhà ra này kia, làm những cái vách tường ở trong nhà. Thì cái miếng đó nó rẻ tiền hơn gạch rất là nhiều, làm nhanh hơn rất là nhiều, nhưng mà nó không cách âm, nó không cách nhiệt đó, nên là nó sẽ không được, và nó không được last long, nó không được bền như là gạch của mình. Thế nhưng mà nó cũng làm giảm cái chi phí lúc đầu mà xây ra cái ngôi nhà, nó làm giảm đi khá nhiều. Đấy là những cái cơ bản mà để mình thấy là Mỹ họ tiết kiệm chi phí xây nhà. Nhưng mà một cái mà mình thích ở ngôi nhà của Mỹ á, là cái người ta nói là ở nhà Tây, ăn đồ tàu ở nhà Tây, đại loại như thế. Thì thật sự là nhà ở Mỹ, ở cái phần cấu trúc bên trong ấy, nó rất là hợp lý. Nó rất là hợp lý. Phòng bếp, phòng khách liền nhau, thoáng với nhau để mọi người trong gia đình tương tác với nhau. Rồi phòng ngủ thì lúc nào nó cũng có kèm những cái tủ có sẵn, thành một cái căn phòng nhỏ luôn á. Họ xây có cửa mở hẳn ra, tủ quần áo là kiểu mở hẳn cửa ra đi vào trong, chứ mình không phải như Việt Nam mình phải mua cái tủ đóng tủ gỗ nữa. Đấy là cái mình thích ở Mỹ. Và rất nhiều những cái phòng nhỏ để mà để đồ, chẳng hạn như là phòng để những cái đồ khô của bếp này, rồi phòng để tủ giày này, là nó đã có phòng hết rồi, không cần phải, mình về nhà mình không cần phải mua những cái tủ để mình để những cái đó nữa. Thì đấy là cái thứ mà Ly rất là thích. Và cái thiết kế của nhà Mỹ thì nó cũng rất là đẹp, ở trong rất là đẹp. Đấy là những chia sẻ của Ly về cơ bản về việc là chi phí của một căn nhà và một chút về cái cấu trúc nhà. Rồi ngoài ra thì những cái phúc lợi ở xung quanh ngôi nhà mình như là cảnh quan, rồi trường học thì đều là đến từ cái tiền thuế mình đóng. Đặc biệt là trường học thì Ly thấy rất là tốt, xứng đáng với số tiền thuế mình bỏ ra luôn. Đó là hàng ngày sẽ con mình sẽ có xe buýt đưa đón tận nhà luôn, buổi sáng buổi chiều đó. Rồi xong rồi mình sẽ có những cái hoạt động như là thỉnh thoảng bọn nó được đi chơi này, được đi ra ngoài đi field trip, được học tiếng Anh nếu mà những bé mà kiểu người nước ngoài, không phải là tiếng Anh là ngôn ngữ chính á. Đó. Không phải người nước ngoài nhưng mà là kiểu như sinh ra ở những cái nhà mà đa văn hóa, thì không phải tiếng Anh là ngôn ngữ chính, thì đều được học cho đến khi mà tiếng Anh thành thạo thì thôi. Rồi cơ sở vật chất của trường, rồi điều kiện cho thầy cô cũng khá là tốt. Vì thế nên là mình rất là happy với cả cái phần tiền thuế mình bỏ ra, mình biết là mình bỏ ra là để cho mình được hưởng á. Rồi đấy là những chia sẻ của Ly về tiền nhà, tiền duy trì một căn nhà, tiền mua nhà, và một số cái cơ bản về những cái cấu trúc và xây dựng của một căn nhà. Thì Ly cũng không phải là chuyên về những lĩnh vực này đâu, nên là nếu mà nói mà có chỗ nào nó chưa có đúng lắm ấy, thì là mong mọi người comment góp ý để Ly biết nha. Sở hữu một căn nhà ở Mỹ ấy, thì ngoài tiền mua nhà ra nó còn khá là nhiều tiền phải đóng hàng năm như vậy á mọi người. Nên là có nhiều người là họ đủ tiền để mua nhà rồi nhưng mà họ vẫn chần chừ, nhất là độc thân ấy, thì nhiều khi họ vẫn ở nhà thuê. Tại vì lý do là cái chi phí để mà duy trì cái ngôi nhà nó hơi bị nhiều á. Nên là ví dụ như nhà của Ly là nhà, giá nhà trung bình không nói nhá, nhưng mà những cái nhà mà lên đến cả triệu đô ấy, thì mọi người cứ nhân 3 lần, 4 lần cái chi phí mà Ly mới kể cho mọi người ra thôi. Là ví dụ như của Ly là 265 triệu tổng cộng chi phí 1 năm phải trả, đúng không? Thì nếu mà nhân 3 lên là 6-700 triệu 1 năm để duy trì căn nhà của mình rồi, thì nghe nó cũng rất là kiểu một khoản rất là lớn để mình phải suy nghĩ á. Thế nên là những có nhiều người là đủ tiền mua nhà rồi nhưng mà họ cũng vẫn ở nhà thuê à. Đấy là cái đặc điểm nhà ở Mỹ là như vậy á mọi người. Thì hy vọng là video này có cho mọi người những cái thông tin hữu ích. Mình Ly cũng về đến nhà Ly rồi. Thì nếu mà mọi người thích những chia sẻ của Ly á, và nếu mà đặc biệt là về cái nội dung này, về chia sẻ cuộc sống ở Mỹ, chuyện nhà cửa, chuyện tiền nong, chuyện sau này sẽ là những cái vấn đề khác nữa về cuộc sống Mỹ, thì mọi người cho Ly biết nha, để Ly tiếp tục cái nội dung này. Và cho Ly một like để cái video được success ở trên YouTube nhiều hơn. Nếu mà mọi người muốn follow kênh của Ly nhiều hơn, ở một cái ở mức độ nhiều hơn chút, thì là mọi người ấn subscribe dùm kênh của Ly nha. Rồi Ly cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.